Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ ba ngày 5 tháng 5 2020. Đến với bản tin Hoạt Hình Đốn tối nay gồm có phóng sự lễ thăng cấp bậc thiếu tướng của một sĩ quan lục quân người Mỹ gốc Việt, tiếng nói cử tri và bản tin thời sự virus Vũ Hán. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phóng sự lễ thăng cấp bậc thiếu tướng của tướng Lập Thế Flora do Destiny Nguyễn thực hiện từ Richmond, Virginia. Destiny xin kính chào quý vị. Hiện tại Destiny đang có mặt tại headquarter của Virginia National Guard và phía bên trong này vào ngày 2 tháng 5 2020 đã chính thức diễn ra lễ thăng cấp của Thiếu tướng Lập Thế Flora. Kính thưa quý vị, trong giới hạn cho phép của đại dịch COVID-19, lễ thăng cấp Thiếu tướng của tướng Lập Thế Flora chỉ có gia đình và một số tướng lĩnh cũng như binh sĩ của vệ binh quốc gia Hoa Kỳ. Phu nhân và con gái ông là người hân hạnh được gắn lon cho ông vào ngày hôm đó. Đặc biệt hơn là tướng Lập Thế Flora đã chọn đứng tuyên thệ ngay bên cạnh chiếc Huey UH-1 đã từng tham chiến trong chiến tranh Việt Nam. Có thể nói đây là hành động thể hiện sự biết ơn và tôn kính đối với những cựu quân nhân Hoa Kỳ cũng như quân lực Việt Nam Cộng Hòa từ Thiếu tướng Lập Thế Flora. Thiếu tướng Lập Thế Flora là thuyền nhân đầu tiên và là người Việt thứ hai mang cấp thiếu tướng trong lục quân Hoa Kỳ. Thiếu tướng Lập Thế Flora sinh năm 1962 tại Sài Gòn, Việt Nam. Thân phụ ông là một thủy thủ của Hải vận đội Merchant Marine của Việt Nam Cộng Hòa. Cha ông hy sinh lúc ông vừa lên 2 tuổi. Ông vượt biên đến Mã Lai Á năm 1980 và được cha mẹ nuôi bảo lãnh sang Mỹ một năm sau đó. Tướng Lập Thế Flora mang cấp thiếu úy năm 1987, được thăng cấp trung úy năm 1990, thăng cấp đại úy năm 1994, thăng cấp thiếu tá năm 2001, thăng cấp trung tá năm 2006, thăng cấp đại tá vào năm 2011 và thăng cấp chuẩn tướng vào ngày 23 tháng 5 năm 2016. Ngoài ra, ông cũng được tặng nhiều loại huy chương cao quý và có giá trị trong quân đội Hoa Kỳ. Gần đây, Thiếu tướng Lập Thế Flora là tư lệnh phó lục quân Hoa Kỳ vùng Phi Châu, kiêm cố vấn lục quân trừ bị, kiêm phụ tá tư lệnh vệ binh quốc gia tiểu bang Virginia, đặc trách chỉ huy lục quân bộ chiến. Nhiệm vụ tiếp theo của ông là đang chờ một thông báo chính thức từ Bộ Quốc phòng. Việc thăng cấp tướng trong những năm gần đây của những vị quân nhân Mỹ gốc Việt đã cho thế giới thấy Việt Nam là một dân tộc có tài thao lược về quân sự. Hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa có truyền thống quân sự và tinh thần chiến đấu cao từ thế hệ cha anh. Tính đến nay, trong quân sử Hoa Kỳ đã có 5 vị tướng người Mỹ gốc Việt. Đó là Thiếu tướng Luân Xuân Việt của lục quân Hoa Kỳ, Thiếu tướng Lập Thế Flora, vệ binh quốc gia của lục quân Hoa Kỳ, Chuẩn tướng William C. Lee của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Ông cũng được chuẩn thuận thăng cấp thiếu tướng vào ngày 9 tháng 1 năm 2020. Phó Đại đốc Nguyễn Từ Huấn của Hải quân Hoa Kỳ và chuẩn tướng John Edwards của Không quân Hoa Kỳ. Trong bài phát biểu tại buổi lễ thăng cấp, Thiếu tướng Lập Thế Flora cho rằng việc trở thành một vị tướng lĩnh của một quân đội hùng mạnh như Hoa Kỳ nằm ngoài sức tưởng tượng của ông, bởi vì từ một người thuyền nhân chạy trốn Cộng sản, mất tất cả, không nhà cửa, thậm chí không tổ quốc. Là một người Việt, ông không bao giờ quên ngày 30 tháng 4 của 45 năm về trước khi Sài Gòn sụp đổ. Ông cũng bày tỏ lòng cảm ơn đối với những người đã vì quốc vong thân và cũng không quên những người đã bỏ mình trên đường vượt biên vượt biển đi tìm tự do. Now to be granted the rank of a major general is really beyond my wildest imagination. I consider this promotion the greatest miracle with the Now to be granted the rank of a major general is really beyond my wildest imagination. Divine intervention. The reason that I say that because it is not humanly possible to go from a destitute refugee, penniless, homeless, stateless,
to a major general in the most powerful military on earth. As a former Vietnamese boat refugee, I will never forget the lives lost more than 45 years ago who fought admirably in the jungle and rice fields for the liberties I now have enjoyed. I will always remember the thousands who perished at sea years ago after the fall of Saigon. In fact, a couple days ago, many of my fellow Vietnamese Americans across the country commemorate the 45th anniversary of the fall of Saigon to remind the whole world what the atrocity committed by communism then and continue to this day. So 45 years ago, after the fall of Saigon, during their search for freedom, and all we honor the memory of friends and family members who did not make it to their promised land, who did not arrive safely to these welcoming shores. Now, I am forever grateful that I made it here to America. Destiny Nguyễn, tường trình cho SBTN từ Headquarters of National Guard in Richmond, Virginia.